Hello, chào các anh em, chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nhà nước Hoa Mancera. Nhắc đến nhà nước Hoa này thì điều ấn tượng đầu tiên đó là họ có rất nhiều sản phẩm. Mình nghĩ rằng nếu mà để list hết những cái chai nước Hoa đã ra mắt của nhà Mancera này thì chắc là mình phải làm đến độ khoảng 7 đến 10 video thì may ra mới làm đủ. Do vậy, chủ đề của video ngày hôm nay đó là mình giới thiệu anh em 6 chai nước Hoa mà mọi người có thể tham khảo nếu như lần đầu mọi người bắt đầu tìm hiểu về nhà nước Hoa này. 6 chai này có thể không phải là tốt nhất, thế nhưng với những cái gì mình được biết thì mọi người có thể là mua và cái hiệu, cái gọi là cái chỉ số an toàn ấy là nó có. Vậy thì sau đó là tìm hiểu rồi thì bắt đầu mọi người mới tìm hiểu thêm về những chai nước Hoa khác. Vâng. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình một vài sản phẩm full hoặc là chết, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề của chính video ngày hôm nay. 6 chai nước Hoa mà mọi người có thể tham khảo cho lần đầu sử dụng nước Hoa Mancera. Ok, let's go. Chai nước Hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm có thể gọi là phổ biến nhất của nhà nước Hoa này, và nó có tên là Cedra Pois. Đây là một mùi hương có thể so sánh với có nét tương đồng rất là khoảng tầm từ 40-50% với Creed Aventus. Và cá nhân mình thì mình lại thấy rằng nó sexy hơn, và cái điểm tốt hơn nữa đó là về cái hiệu năng của mùi. Nó tốt hơn rất là nhiều so với Creed. Mình nhớ rằng mình đã có một cái video so sánh thì Mancera Cedra Pois có một cái ấn tượng tốt cho các chị em khi mà ngửi hơn là so với Creed. Và mình nghĩ rằng với một cái mùi hương nó sexy, còn có thể là nó hơi khô hơn hoặc nó hơi nồng hơn thì đó là cảm nhận của mỗi người. Nhưng nếu có sexy đối với các chị em thì mình nghĩ là không có một cái vấn đề gì mà chúng ta không sở hữu nó. Đó, chai nước Hoa đầu tiên. Chai nước Hoa thứ hai là một sản phẩm có tên là Wild Peaton. Mình không biết là mình có nói đúng không? Cái chai này của mình nó cũng khá là cũ rồi. Đây là một cái mùi hương hương hoa. Đó, mùi hương hoa mà khi mà mình xịt thì mình cảm giác nó giống như kiểu hoa nhài ấy, một chút rất là nữ tính. Mặc dù theo mình nhớ là chai này là unisex, thế nhưng mùi hương này nó hơi thiên về nữ là phần nhiều. Do vậy nếu như các anh em nào mà tìm ví dụ một sản phẩm như Mancera và muốn tặng cho bạn gái mình ấy, một cái chai hương hoa và mình cảm thấy là nó khá là quyến rũ thì Mancera White Peaton này cũng khá là ok, một cái sự lựa chọn cũng không phải là tệ cho các anh em. Chai nước hoa thứ ba đó là Mancera Light Gold. Phải nói thật là mình không quá là thích chai nước hoa này, thế nhưng mà mình đã thấy rằng có một số các anh em lại khá là khoái cái mùi hương của chai nước hoa này, cái mùi kích phấn, một chút phấn. Thì nói thế nào nhỉ, đôi khi mà nếu mà chúng ta muốn một cái mùi hương nó không đụng hàng ấy, nó khá là độc và nó không đụng hàng, sexy, chai nước hoa này khá là sexy, thì Mancera Black Gold là một cái sự lựa chọn thú vị. Và nữa là nếu như các chị em nữ nào mà ưa thích một cái mùi hương nó có cái gì đấy nó gợi cảm đấy, thì Mancera Black Gold này cũng là một cái sự lựa chọn khá là thú vị. Tiếp theo nữa đó là Mancera Sicily, một mùi hương trái cây rất là ok, cực kỳ thích hợp xịt trong những ngày hè nắng nóng. Mình nhớ là lần đầu tiên mình ngửi chai nước hoa này mình cảm thấy không quá ấn tượng, mình không khoái cho lắm. Thế nhưng mà lần thứ hai, lần sau ấy, mình ngửi thì mình thấy nó rất là thú vị. Và nếu mà mọi người cảm thấy không khoái lắm những cái mùi hương nước biển, ví dụ như là Light Blue hoặc là Motika v.v. thì chúng ta cũng cần tìm một cái mùi hương kiểu đậm mùi trái cây ấy, và cái hiệu năng mùi tốt nữa, thì Mancera Sicily là một dạng kiểu như thế. Nữa đó là Mancera Hindu Kush, không biết mình nói có đúng không. Đó, đây là một mùi hương có sử dụng nốt cần sa và mix cùng với một chút nhang. Khi mình mới xịt thì mình không thấy rõ cho lắm, thế nhưng mà đúng là khoảng dry down khoảng 20 phút ấy, thì thấy cái vị ngái ngái của nó đúng theo cái kiểu mùi cần ấy. Thì thực sự đối với mình bởi vì cái gu của mình nó vốn dĩ không hợp với những cái tông mùi
sử dụng nốt nhang trầm hoặc là dạng kiểu như là cần sa này nữa. Nhưng nếu như các anh em nào ưa thích cái mùi khởi vạch, thực sự phải nói thật là độc, không đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào đến 90% ấy, thì Hindu Kush Mansera này là cái kiểu như thế. Và cuối cùng đó là Mansera Eastern Cross. Chai nước hoa này được đánh giá là có nét tương đồng với NFK Baccarat Rouge. Mình xịt thì mình cũng chỉ thấy là nó chắc là chỉ được khoảng tầm từ 30% là giống. Nói chung cái đấy là quan điểm của mỗi người, nhưng đây là một cái chai nước hoa khá là ngọt, khá là ngọt, chỉ nên hợp vào mùa đông. Do vậy mà chị em nào ấy, bởi vì có một số các anh em, các chị em rất là thích cái kiểu tông mùi ngọt này, bởi vì mình có một cô bạn cô rất là thích cái phong cách mùi như này. Thì nếu mà ai mà thích cái kiểu mùi rất là ngọt, rất là một cái phong cách là 540 ấy, thì Eastern Crush là một cái sự lựa chọn khác nữa để mà mọi người tham khảo đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 6 chai nước hoa Mansera mà mọi người có thể tham khảo khi muốn bước vào cái thế giới mùi hương. Chắc là một tháng phải ra đến tầm 15-20 chai của nhà nước hoa này. Đấy là mình nói vui thôi chứ không phải là thật đâu. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.